Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Đà Lạt Dấu Yêu, xem những cảnh sắc đẹp nhất về Đà Lạt và cập nhật những tin tức mới nhất về tỉnh Lâm Đồng. Sáng 11 tháng 10 năm 2021, Lâm Đồng phát hiện 11 ca COVID-19 mới, gồm 4 ca liên quan đến chùm ca bệnh tại làng Hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt, 5 ca tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, trong đó 1 ca liên quan đến chùm ca bệnh tại khu phòng trọ 128B Nguyễn Trung Trực, Liên Nghĩa, Đức Trọng. 2 ca thuộc chùm ca bệnh mới tại khu phòng trọ Võ Thị Sáu, Liên Nghĩa, Đức Trọng. 2 ca được phát hiện qua test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 trước khi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại thị trấn Liên Nghĩa. 2 ca là công nhân Lâm Đồng được về từ vùng dịch về thành phố Đà Lạt và Đạ Hoai đã được cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sáng 12 tháng 10 năm 2021, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho hay Lâm Đồng ghi nhận 8 ca COVID-19 mới, trong đó xuất hiện thêm chùm 4 ca bệnh tại nhà trọ số 19 Nguyễn Tri Phương, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Chùm ca bệnh tại làng Hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt đến sáng nay chưa ghi nhận ca mắc mới. Hiện nay có tổng số 36 ca, trong đó 34 ca tại làng Hoa Vạn Thành, 1 ca tại phường 11, thành phố Đà Lạt và 1 ca tại Liên Nghĩa, Đức Trọng. Truy vết có 346 F1, 1631 F2, sàng lọc cộng đồng 3088 người. Ngành y tế đang tiếp tục truy vết sàng lọc SARS-CoV-2 cộng đồng tại làng Hoa Vạn Thành, phường 5 và các khu vực lân cận liên quan dịch tễ các trường hợp ca bệnh. Hiện toàn tỉnh đang cách ly 10.989 trường hợp phòng dịch COVID-19, trong đó cách ly tại cơ sở y tế là 112 người, cách ly tập trung là 6.436 người và cách ly tại nhà là 4.441 người. Cho đến bây giờ, Lâm Đồng có tổng số 359 ca COVID-19, trong đó đang cách ly điều trị 86 ca và ra viện 273 ca. Xin chúc mừng Lâm Đồng đã hoàn thành kế hoạch đón hơn 3.000 công dân về địa phương an toàn. Đây là một tin rất vui mừng cho tất cả chúng ta. Thời tiết ngày mai, Đà Lạt nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào rải rác. Nhiệt độ trung bình 16 độ C, độ ẩm 96%, sức gió 6 km/h. Bản tin ngắn của Đà Lạt Dấu Yêu kết thúc ở đây. Quý vị và các bạn yêu mến kênh thì tặng cho kênh một like, một đăng ký để giúp kênh phát triển. Xin cảm ơn.